thể nói là em đang sở hữu được hai cái phôi, mà không phải hai cái phôi, một cái phôi và một con hoàn thiện, mà có nói là em ưng nhất từ trước đến giờ. Không phải là nó đắt tiền hay là em, mà là cái răng dấp nó khiến mình hút mắt và mình mua bằng được đấy. Thì tất nhiên đối với một số các bác mà chưa cảm với cái phong cách này thì cũng khó nói, khó giải thích. Nhưng mà đối với em ấy, những cái dòng bonsai mini mà dưới 40cm ấy, độ chiều cao ấy, thì em thích nhất là hai con này từ trước giờ đấy, một con phôi và một con hoàn thiện. Con này thì răng lạc bé, siêu bé, chỉ cao hơn cái bật lửa một chút thôi, cao hơn cái bật lửa một chút thôi. Và con phôi điền này thì tay cảnh nó cũng có rồi, sắp cắt được rồi đấy, một cây rất là bắt mắt, điền xịn luôn, một cây điền một quê, gọi là hai siêu phẩm, một điền một quê đấy. Thì em sắp có được, hoàn thành được cái bộ xanh si đại đa đề, xanh si đa đề rồi, xanh là có rồi, si cũng có, si tay chuột cũng có rồi, còn cây đa cũng có rồi, thiếu một cái đề nhỏ nhỏ đấy, nhưng mà cái đấy thì cũng không quan trọng lắm đấy. Thì bây giờ chia sẻ các bác hai cái phôi này, một phôi này và một cây hoàn thiện này đấy các bác nhé. Đầu tiên là vì sao mà em lại rất là thích cái cây này, vì là thứ nhất là đây, chiều cao của nó em dự tính là hoàn thiện nó chỉ tầm một găng tay thôi, tức là tầm khoảng 20cm. Về độ già của nó thì cũng đã có rồi. Về chân bệ, thứ nhất là mặt này em chọn là mặt trước này, mặt chính này, mặt để chơi chính này. Đấy, nó méo mó, nó chùn rụt, sau những cái này nó ôm lại, nó méo mó, nó biến cây nhìn thích lắm. Đây, chân chiếc này. Đấy, chân chiếc đẹp này. Cứ đang khoe trên diễn đàn mà các bác cứ hỏi, nhưng mà thực tế em có bán đâu. Hoặc là bác nào hỏi quá thì em thực là em nói khá là cao, tầm phải 20 trên 20. Nói thế thì chắc chẳng ai sẵn sàng bỏ cái giá tiền đấy đâu, nhưng mà đối với em phải bấy nhiêu thì em mới nói chuyện đấy. Mặt sau nó cũng không hề tệ chút nào, chân chiếc rất đầy đủ đấy. Đấy, con này đây, ý tưởng là như này, trình bày hơi khó vì nó hơi rậm. Cái này thì cắt cút được một lần rồi, đang ra màu. Mùa này cây cối nó yếu vì nó rét mà có sương muối, nó cây nó rất là yếu và rất là nhiều bệnh. Đấy, nếu không phun thì bị dẹp này rất là nhiều thuốc ấy. Đấy, cây này giật cái này ra xong rồi đào mái, xong này một mái bên này, rồi đột bông nữa đây, tầm cái này khoảng lấy khoảng 3 bông. Cái này như vậy, cái này là bông bóng bóng ở trên. Cái này cũng sẽ như thế, cũng sẽ lái ra và sữa. Cố gắng mỗi cái 3 bông. Đấy, bên này cũng như vậy. Nói chung là theo hình xoáy chuồng ốc, đầu tiên là thấp nhất ở đây. Đây, cái này sẽ bẻ ra một chút, không thấp nhưng một chút là đà xuống đây. Là xuống đây nhá. Đấy, không làm quá nhiều bông đâu các bác nhé. Là xuống, cái này sẽ cắt đi. Cái đầu khẩu màu trên này, bóng đỡ ở trên, ngọn bóng đỡ ngọn giả đây, đỡ ở trên. Này cũng sẽ là xuống. Này sẽ là xuống. Đấy. Đầu tiên là mặt phải đã chết nhẽ các bác nhé. Đẩy thấp nhất này, xong lên dần này, xoáy lên này, xong lên tiếp này. Lên xong bắt đầu lên, nó đảo ngọn. Đấy. Cái chiều này như vậy nhé. Chiều này đây. Này sẽ xuống. Cái này là ngọn giả thôi. Này những bóng giả, ngọn giả đấy thôi. Đấy. Ngọn giả và cái này cũng sẽ là đà xuống một chút. Đây thấp nhất đây. Xong lên đây. Đấy, lên đây cũng sẽ vẽ ra, xong rồi có bóng ngọn giả đây. Thấp nhảy chút thôi, đúng thôi. Ở đây sẽ là ngọn. Ngọn sau thì cắt hạt ngắn. Chỉ cắt đến đây. Đấy. Này cũng sẽ cắt đến đây. Đấy, các bác nhá. Rất chùn rụt. Mấy hôm nữa là em cắt thôi. Hôm nay nó rét quá và không phải rét quá mà nó hanh khô và cây nó rất là yếu, không cần thiết phải cắt vội vì mình cũng có nóng lòng gì đâu. Đấy, và là siêu phẩm này, điền đó nha, nhìn cái lá này thì không tránh cãi rồi, điền xịn luôn ạ.
Đó, rất đẹp, rất xoăn tít. Đấy, ở trên xuống nhé. Khi nào mà em cắt em sẽ quay lại video. Cây này thì các bác thường khác lắm, cứ chùn rụt, cứ khẩu một cái tầm 2cm, 3cm lại giật một phát. Đấy, phát tất cả hoàn toàn là cắt giật. Chuyển phát ở đây, chuyển phát ở đây, ra xong lại chờ, chuyển tiếp. Tất nhiên mình chờ được cái cây có giá, chuyển phát ở đây này. Và xong cái này chuyển tiếp, chuyển phát ở đây, cái này chuyển tiếp, xong lại giật phát ra đây. Đấy, hoàn toàn là cắt giật, hoàn toàn là cắt giật. Cây sẽ cũng vừa là có nghệ thuật, là vừa theo lối thiên nhiên. Đấy, chân vệ quỳ rất vững chãi, rất bệt. Chân cái chậu đá này cũng có tiền đấy, cũng là chậu đặt đấy các bác. Đấy, cũng là chậu đặt đấy. Đấy các bác, rất là nặng, chậu này nặng lắm. Một mình bê mà bê một lúc là không bê được đâu. Cây này, mặc dù cây thì nhỏ con này, nó có vẻ hơi một chút là một cây trực hoành. Hơi một chút là một cây trực hoành. Đấy, rất là vững. Đấy, chân trực này rất ổn, rất trùn rụt. Bên này có bông đỡ bên này, bên này hoành ra. Bên này thì la đà, bên này hoành ra. Đấy, bên này hoành ra. Và sau những ngọn giả ngọn đỡ để cho form cây nó đầy. Đấy, mà nó rất là hợp lý. Đấy là cũng ông Nam Điền mà tôi rất là yêu. Và chẳng có ý giao lưu gì cả. Rất là yêu. Chỗ này cũng không vấn đề đâu các bạn nhé. Rất đẹp, sau nó biến cây chỗ này đẹp lắm, méo mó đẹp lắm. Này, dưới này còn có chân nữa, đang ngủ cái này cho mát. Cắt giật, cắt giật, cứ khẩu lại cắt giật. Đấy. Rồi, để chia sẻ xong em này, xong hôm nào khoe các bác thế thôi, hôm nào cắt tỉa đàng hoàng để khoe em như gấu. Xong em này thì để đến lượt em này nhá. Đây, siêu phẩm thứ hai. Một cây mà có lẽ là tôi yêu nhất. Tất nhiên nó hơi mịn mong manh một chút, nhìn đó quá bé, nó quá bé, nó không muốn, nó quá bé các bạn, đấy, chưa được một găng tay, nó cao hơn cái bật lửa một chút, đấy thì nó là một cây mà theo tôi nghĩ nó là một cây chuẩn mực làng từ nhất từ trước đến giờ mà tôi gặp, nó dòng mini các bạn nhé, đấy, bóng dáng làng quê Bắc Bộ rất là rõ rệt, đây, một cây đa đầu làng chẳng hạn, một cây đầu làng. Thân trực lên và có cái tay hoành ra ôm ấp lên lấy cái cổng làng, ôm ấp lấy cái cổng làng, lấy cái ngôi làng, che chở cho ngôi làng. Đấy, cây cảnh rất hợp lý, chân vệ vững chãi, trực rất hiên ngang, dáng đại, vừa dáng đại thụ vừa làng, làng là có những cái rễ nó buông xuống rất là làng, một dáng làng rất chuẩn mực. Trồng cây mini mà tôi gặp tôi cố gắng chinh phục mua bằng được. Tất nhiên nó đang hơi bị mong manh quá, thứ nhất là cái mùa này nó rất là nhiều sâu bệnh, mặc dù mới phun thuốc nhé nhưng mà vẫn có dẹp nhé. Đấy, nó rất là sâu bệnh và một cái cây chủ xưa cũ của nó thì cũng đã vào dây một số chỗ và có thể là bị chuột gặm một chút ở đâu đây, thì nó đang hơi bị yếu cảnh ý, chứ không phải là yếu sức khỏe, mà là nói chung là nó nhỏ quá như này, là nó mọi thứ nó khá là mong manh. Đây, ví dụ như chỗ mặt này là mặt tôi thích nhất này. Nhìn đến sâu cây này, cây rất là sâu, rất là bóng làng, như cây đa tân trào. Đấy, thu nhỏ, thiên nhiên thu nhỏ vô cùng, ngôi làng chỉ bé tí bằng cái đầu ngón tay ở đây thôi. Đấy, ngôi làng hoặc là những ngôi nhà nho nhỏ bé tí bằng đầu ngón tay ở đây thôi. Đấy, như này. Đấy, đẹp lắm các bác. Cũng là một cây mà tôi đã từng khoe, nhưng mà thực tế là các bác cứ hỏi tôi không tăng lên nó khoe, tôi không giao lưu. Thực tế các bác cứ hỏi tôi sẽ trả lời giá rất là cao ấy. Nếu mà chấp nhận được thì đúng là phải bán tình yêu đi thật. Đấy, mặt sau nó đây bệ của nó bệt nhé, nó trồng chậu rất là lâu năm rồi. Đấy, nếu mà các bạn trẻ nào bây giờ mà chơi cây mà vớ được một số cái cây mọc trên bờ tường mà nó mọc nó bệt ở trên bờ tường lấy về làm, thì tương lai một vài năm, 5-10 năm nó sẽ được những cây như này. Tất nhiên là bây giờ kiếm nó cũng khó lắm, không ai có thể kiên trì được, mình là người sở hữu sau thôi, cố gắng làm nó đẹp hơn nhiều, đẹp hơn nhiều nữa thôi. Chứ còn thì để mà gây dựng bây giờ những cây như này từ đầu thì khó lắm.
làng các bác thấy ngôi làng không nhỏ chưa, mọi thứ đều rất nhỏ bé ở trong đây, dưới tán cây này, dưới gốc cây này, đi làm đồng về. Bởi vì làng Bắc Bộ của bác thường là đi ra khỏi làng là những cánh đồng đấy, thì và đi vào làng là đi vào cổng, thì đi làm đồng về thì có thể buộc trâu buộc bò là cây bừa giấy ngả lên vào đây, hoặc có quán nước ở dưới gốc cây này đâu đó quanh đây, chúng ta làm một chén nước để nghỉ ngơi và lại sức và tiếp tục lao động đấy. Thì vì bóng dáng làng quê ở đây rất là hiện hữu, mà chỉ có những bác nào ở Bắc Bộ ở làng quê ấy, thì mới cảm nhận được cái đấy. Thì tất nhiên là dáng làng thì các bác ở trong miền Trung hoặc miền Nam thì khó cảm nhận hơn một chút đấy. Miền Trung thì vẫn có thể có, miền Nam thì khó cảm nhận hơn đấy. Cứ gọi là dáng làng các bác nhiều khi cũng khó, nhưng mà miền Bắc với các bác Bắc Bộ nhé, thứ nhất là dáng làng, thứ hai là nhà cổ Bắc Bộ đấy, nhà Ba Gian đấy. Nói chung là cứ dần dần thì tìm hiểu thì cũng sẽ biết thôi, nhưng mà về cái vốn sống mà từ thời thơ bé thì chỉ có người Bắc Bộ ở làng quê nhé thì mới cảm nhận được đấy. Ngọt nhé, chỉ có làng quê mới cảm nhận được thôi. Đẹp quá các bác ơi, sau này cố gắng kiếm thêm một cái rễ ở Thanh Hoành xuống đây nữa thì nó cũng rất là đẹp, rất là đẹp. Đấy, sau này tôi sẽ chỉnh lại cái bông này, bỏ cái này đi, giật mỗi bông nhỏ ra đây thôi, bỏ cái tay này đi. Đấy, chỉnh lại ra một chút nữa, sẽ chỉnh lại ra một chút nữa. Tất nhiên là phải cố gắng chờ đến mùa hè nó khỏe mạnh chút. Cái này phải nâng niu lắm các bạn, nâng niu lắm, siêu phẩm. Tôi mà có tiền thì thực tế mà nói cây này thì bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ mua. Nếu mà có tiền tôi sẽ mua theo mức tiền mà tôi có. Đấy, một khi mình đã thích rồi. Rồi này đi chơi đội phố cổ thì gia đình có nói phố cổ thì chắc là không nhỏ hơn nữa đâu. Đấy, trên cái chậu tàu như các bạn nhé, chậu tàu men xưa đấy, chậu tàu xưa cũ đó. Nó cũng khá là nhiều tiền, cũng phải tầm 1 triệu bạc, không lên quanh triệu, hơn triệu đấy, cũng không hề ít đâu. Đấy, và cảm ơn bác chủ cũ là bác ấy cũng chăm sóc nó như là chăm con mọn, phân đo về thuốc thang rất là đầy đủ. Để tay mình thì mình bỏ bê hơn, nhưng mà tất nhiên là mình không làm nó xấu đi mà chỉ có đẹp lên thôi. Đấy là khẳng định là như vậy. Tỷ lệ tay cành rất là xung xuê, rất là lạc, che chở. Đấy là một đôi điều và một số cái cây mà em đang rất là ưng, đang rất là vui vì gần đây là chi tiền mạnh mà các bạn. Trước đây thì muốn có những cái cây đẳng cấp lắm nhưng mà điều kiện không cho phép, với lại mua nó cũng quen tay các bạn, có khi bất chấp đấy. Cuộc sống thì nó cũng khó khăn nhưng mà thôi, cố được là vẫn còn được ở đây. Chúc bác rất nhiều cây đẹp nha, càng ngày càng nhiều cây đẹp, tiếp tục đam mê. Xin cảm ơn các bác.